Uầy, anh em ơi, tôi đã tìm được cây đàn đẹp nhất trong tầm giá 7 củ rồi anh em ạ. Đó là cây Square SEIB680 nha anh em. Đấy. Đầu tiên thì chưa cần bàn đến một cái gì cả, chúng ta hãy cùng xem ngoại hình của nó trước nhá. Đây, từ đầu cần này, đầu cần rất là đẹp luôn. Đấy, không kiểu độc lạ gì đâu anh em. Mặt phím thì Maple, thời thượng luôn, dễ đánh, dễ bấm, êm tay lắm. Đây, con này thì là phần thân này, anh em nhìn này. Tôi không cần nói nhiều đâu, anh em cứ nhìn cái phần màu sắc trên thân đàn của nó đi. Này, phần sau này. Đây. Đẹp dã man, tôi thề với anh em không khác gì một cây PRS tầm 18 20 củ luôn, đẹp dã man luôn ấy. Đây. Mặt sau, mặt trước này. Cái này là bản màu tím nha anh em. Nó sẽ còn một số bản nữa như là bản màu xanh, màu đen hay là màu sunburst. Nhưng mà tôi thấy bản màu tím là đẹp nhất, kiểu nó bị đẹp ấy. Đấy. Cây này thì cấu hình của nó thì cũng khá là cơ bản thôi. Mặt cần Maple này, một bộ pickup HSS này, cần nhún này, cần nhún này chắc được 1.5 triệu anh em. Một nút tone, một nút volume, 5-way switch với cả một cái này nhỏ nhỏ là một cái tách coil cho cái pickup đôi này. Đấy. Ok, thì ngoại hình thì là đẹp rồi đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng sound test thử xem là so với ngoại hình này thì âm thanh nó ok không nhé. Ok, mình vừa sound test xong cây Square SEIB 680 này thì âm thanh thì nói chung là cũng rất tuyệt vời, tương xứng ngoại hình luôn anh em ạ. Thì cây này á, ngoài shop bên mình đang bán với mức giá là 7 củ khoai. Tuy nhiên, dành cho tất cả những anh em xem được video này và muốn chốt kèo với cây này ấy, thì mức giá của nó sẽ là 6x thôi anh em ạ. Mà x này thì không phải là x gọi là x đại học đâu, x bình thường đâu ấy. Nên là anh em nhắn tin qua cho mình để bên mình hỗ trợ cho anh em cái này với mức giá tốt nhất nhá, dành riêng cho anh em nhìn thấy video này thôi đấy.